quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Tiêm kích Su-30SM2 của Nga được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với các đối thủ như F-16 của Ukraine. Ngoài ra, vào tháng 5 năm 2024, Su-30SM2 lần đầu tiên mang tên lửa không đối không tầm xa R-37M đầy uy lực. Giữa bối cảnh đáng chú ý đổ dồn vào các tiêm kích F-16 mới được chuyển đến Ukraine, truyền thông Nga đã đưa tin về các lực lượng không quân nước này sẽ nhận được lô tiêm kích Su-30 được nâng cấp, hay còn gọi là Su-30SM2. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, Tập đoàn Máy bay Thống nhất UAC thông báo các tiêm kích Su-30SM2 đa nhiệm tiên tiến đã được sản xuất và cung cấp cho Bộ Quốc phòng Nga, cụ thể là lực lượng không quân. UAC nhấn mạnh Su-30SM2 là phiên bản tiên tiến của tiêm kích Su-30 hiện đang hoạt động trong lực lượng không quân Nga. Các tiêm kích mới được trang bị hệ thống điện tử được nâng cấp, có thể tăng cường đáng kể năng lực chiến đấu của chúng. Trong số những cải tiến này, UAC đã làm nổi bật việc Su-30SM2 hiện có tầm hoạt động xa hơn để phát hiện và xác định mục tiêu trên không. Ngoài ra, các tiêm kích được nâng cấp còn trang bị vũ khí chính xác tiên tiến có thể tấn công các mục tiêu trên không, trên mặt đất và trên biển ở khoảng cách hàng trăm km. Việc hiện đại hóa này đã nâng cấp hiệu quả hoạt động của Su-30SM2, thống nhất với những yêu cầu mà Bộ Quốc phòng Nga đặt ra. Bộ này cũng không cung cấp thông tin về số lượng tiêm kích bổ sung sẽ được cung cấp trong những tháng tới. Su-30SM2 sở hữu cải tiến đáng kể so với tiêm kích Su-30SM tiền nhiệm. Nó tăng gần gấp đôi tầm phát hiện mục tiêu và nâng cấp các khả năng chiến đấu nói chung. Bản nâng cấp này được thiết kế để thích nghi và đối phó hiệu quả với các hệ thống phòng không hiện đại, trong đó có các hệ thống phòng không tiên tiến như Patriot do Mỹ sản xuất. Mô hình mới nhất tích hợp với các hệ thống vũ khí và radar hiện đại được cho là cải thiện đáng kể khả năng của Su-30SM2 trong chiến đấu và vô hiệu hóa các mạng lưới phòng không tinh vi. Su-30SM2 được coi là đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với các đối thủ như F-16 của Ukraine. Vào tháng 5 năm 2024, Su-30SM2 lần đầu tiên mang tên lửa không đối không tầm xa R-37M. Những tên lửa này có tầm bắn ấn tượng lên tới hơn 300 km, khiến chúng có hiệu quả cao trong việc đối phó với các mục tiêu di chuyển nhanh. Tên lửa R-37M cũng chứng minh được khả năng của mình trong các cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, khi các tiêm kích MiG-31 được trang bị tên lửa R-37M xuất hiện như một mối đe dọa đáng kể với các phương tiện trên không của Ukraine. Tiêm kích MiG-31 được trang bị tên lửa R-37M đã chiến đấu và hạ gục một số chiến đấu cơ của Ukraine, chẳng hạn như là vào hồi tháng 12 năm 2023, một tên lửa R-37M đã bắn hạ một tiêm kích MiG-29 của Ukraine, cho thấy hiệu quả chiến đấu của tên lửa này. Ngoài ra, sự xuất hiện của chiến đấu cơ Su-35 được trang bị các tên lửa R-37M dự kiến tăng cường đáng kể khả năng của Nga trong việc đánh chặn và vô hiệu hóa các tên lửa hành trình Storm Shadow, Scalp Eagle của Ukraine được cung cấp. Việc triển khai rộng rãi tiêm kích Su-30 được trang bị các tên lửa trên không cho không quân và hải quân Nga sẽ mở rộng khả năng của Moscow trong việc đánh chặn hiệu quả các mối đe dọa. Một đặc điểm cải tiến nữa của R-37M là hệ thống điều chỉnh vô tuyến tích hợp, giúp giảm nhu cầu điều chỉnh radar liên tục của Su-30SM2 sau khi phóng tên lửa. Ukraine đã khiến thế giới phải bất ngờ khi tấn công vào khu vực Kursk của Nga trong tuần trước, nhưng một nghị sĩ Nga nói rằng quân đội nước này đã biết về cuộc đột kích trên cách đây một tháng. Cấp trên đã ra lệnh không được hoảng sợ và những người ở trên còn biết rõ hơn. Andrei Gurulyov, một thành viên của Duma Quốc gia Nga Hạ viện và là một thiếu tướng đã nghỉ hưu, nhận định với chuyên gia quân sự Vladislav Shurygin trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình phát sóng vào ngày 8 tháng 8. Theo ông Gurulyov, quân đội Nga đã thông báo về các kế hoạch của Ukraine đối với Kursk cách đây một tháng. Ông tiết lộ, giới lãnh đạo quân sự đã nhận được báo cáo tình báo, cảnh báo về cuộc tấn công sắp diễn ra của Ukraine. Ukraine tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk ngày 6 tháng 8, giữa bối cảnh quân đội nước này đối mặt với bước lùi trên chiến trường do Quốc hội Mỹ trì hoãn gói hỗ trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ, mặc dù sau đó nó được thông qua. Ngày 12 tháng 8, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết họ đã chiếm được gần 1.000 km² lãnh thổ của Nga chỉ trong vòng một vài ngày. Quy mô khu vực này tương đương với số lãnh thổ Nga chiếm được của Ukraine trong năm nay. Ngày 13 tháng 8, Nga cho biết các lực lượng của nước này đã ngăn chặn nỗ lực của Ukraine nhằm mở rộng cuộc đột kích kéo dài một tuần qua vào Kursk. Các đơn vị quân sự của Nga, trong đó có lực lượng dự bị mới, chiến đấu cơ, đội UAV và lực lượng pháo binh, đã ngăn chặn các đoàn xe bọc thép di động của Ukraine tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga gần các khu vực của Kursk, bao gồm Ovchizh Kolodes, Snagos Kauchos Alexeyevsky, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi đã nói tấn công xuyên biên giới được tiến hành nhằm bảo vệ lãnh thổ Ukraine khỏi các cuộc tấn công tầm xa từ Kursk. Ông Tykhyi nói, Ukraine không quan tâm đến việc chiếm lãnh thổ Kursk mà chúng tôi muốn bảo vệ tính mạng của người dân. Ông cho biết Nga đã tiến hành hơn 2.000 cuộc tấn công vào Kursk trong những tháng gần đây, sử dụng pháo, súng cối, UAV, 255 quả bom lượn và hơn 100 tên lửa. Giới quan sát cho rằng, cuộc đột kích có lẽ cho thấy rõ nỗ lực của Ukraine nhằm giảm bớt sức ép trên tiền tuyến bằng cách kéo quân đội của Nga về bảo vệ Kursk và các khu vực biên giới. Tuy nhiên, sức ép ngày càng gia tăng ở Pokrovsk với các lực lượng của Kiev cho thấy Nga đã không dính bẫy này. Mục tiêu chính của cuộc xâm lược của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga là chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk, tướng Nga Apti Alaudinov đã cho biết. Theo ông, quân nhân Ukraine đã thất bại trong nhiệm vụ của mình và hiện đang cố gắng đào hầm để tránh bị tiêu diệt. Quân đội Nga đã thu được tài liệu thú vị, bao gồm thông tin chi tiết về hoạt động mà phía Ukraine đang chuẩn bị ở khu vực biên giới. Trong chiến dịch ở khu vực Kursk, lực lượng vũ trang Ukraine đã lên kế hoạch chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk vào ngày 11 tháng 8, tức là ngày thứ 6 kể từ khi bắt đầu cuộc xâm nhập. Hơn 11.000 quân nhân Ukraine đã tham gia vào cuộc chiến dịch này. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat Apti Alaudinov đã cho biết. Theo ông, AFU đã thất bại trong nhiệm vụ và mọi nguồn lực có khả năng chiến đấu đều bị đổ vào lửa. Hầu hết các thiết bị đã được gửi đến khu vực Kursk này đã bị phá hủy, vị tướng này cho biết. Quân đội Nga đang hoàn tất chiến dịch chặn lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk. Người Ukraine không còn vội vã tiến lên nữa mà bắt đầu đào hầm, cố gắng tránh bị tiêu diệt. Nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm ở thị trấn Kuchatov. Thị trấn có 40.000 dân này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 65 km. Nhà máy điện hạt nhân đang vận hành 2 trong số 4 tổ máy điện với tổng công suất là 2.000 MW. Nhà máy cũng cung cấp hơn 50% công suất lắp đặt của tất cả các nhà máy điện trong vùng đất đen. Các trận chiến ở khu vực biên giới của Kursk đã diễn ra từ sáng ngày 6 tháng 8 đến tối ngày 7 tháng 8. Tình trạng khẩn cấp ở cấp liên bang đã được ban bố trong khu vực. Trong thời gian này, 27 khu định cư trong khu vực đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Khoảng 2.000 người vẫn có thể ở lại các khu định cư đó. Quyền thống đốc Alexei Smirnov đã cho biết vào ngày 12 tháng 8. Theo Bộ Quốc phòng, tính đến ngày 13 tháng 8, tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc giao tranh ở hướng Kursk lên tới 2.030 người. AFU cũng đã mất hàng trăm đơn vị thiết bị, bao gồm 35 xe tăng và 31 xe bọc thép chở quân. Sau đó, Kiev tuyên bố rằng mục tiêu của hoạt động quân sự ở Kursk là củng cố vị thế trong các cuộc đàm phán. Tổng thống Nga Vladimir Putin coi những nỗ lực tiến hành đàm phán hòa bình với những kẻ tấn công bừa bãi vào dân thường là vô ích. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video cho thấy lực lượng tên lửa của nước này đã sử dụng hệ thống tên lửa tác chiến, chiến thuật Iskander để tấn công sân bay Myrhorod nằm ở vùng Poltava của Ukraine. Sân bay Myrhorod là một trong những căn cứ không quân quan trọng nhất của lực lượng vũ trang Ukraine. Hầu hết máy bay tham gia nhiệm vụ chiến đấu của Ukraine đều đồn trú tại sân bay này. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công của lực lượng tên lửa Nga vào sân bay Myrhorod hôm 13 tháng 8 đã phá hủy ít nhất một máy bay chiến đấu Su-27 của Ukraine. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng của căn cứ không quân này cũng bị hư hại nghiêm trọng. Trong một diễn biến mới, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14 tháng 8 cho biết hệ thống phòng không của nước này cũng đã bắn hạ 4 tên lửa và phá hủy 117 máy bay không người lái UAV do Ukraine phóng trong đêm 13, rạng sáng 14 tháng 8. Ở một diễn biến khác, Anh đã tuyên bố không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công vùng Kursk của Nga. Chính phủ Anh tái khẳng định vũ khí được London cung cấp cho Kiev chỉ nhằm mục đích giúp Ukraine phòng thủ. Theo tờ Telegraph, bất chấp việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu Anh dỡ bỏ hạn chế việc sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow trong xung đột với Nga, lập trường của chính phủ Anh không thay đổi. London từ chối cấp phép cho Kiev sử dụng những tên lửa này để tấn công sâu hơn vào vùng Kursk của Nga. Ấn phẩm này lưu ý rằng, việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công Nga còn phụ thuộc vào quyết định của Pháp, vì tên lửa này là sản phẩm chung được sản xuất bởi hai nước Anh và Pháp. Tờ Telegraph dẫn lời một đại diện văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, lập trường của Anh không thay đổi, chúng tôi cung cấp viện trợ quân sự để hỗ trợ quyền tự vệ của Ukraine trước các cuộc tấn công từ Nga. Chúng tôi đã nói rõ rằng thiết bị quân sự do Anh cung cấp là để bảo vệ Ukraine. Được biết, ngoài yêu cầu Anh cấp phép sử dụng tên lửa Storm Shadow, trước đó Ukraine cũng đã gửi yêu cầu tới Mỹ, đề nghị Washington cho phép sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS để tấn công vào vùng Kursk. Cho đến nay, Washington chưa đưa ra phản hồi chính thức. Binh lính Nga đã để lại lời nhắn xin lỗi tại một ngôi nhà ở ngôi làng vùng Kursk, RT đưa tin. Điều này được kể bởi một người phụ nữ có mẹ đã rời đến trung tâm thành phố Kursk để tránh bị lực lượng vũ trang Ukraine bắn. Mọi thứ còn sót lại ở ngôi nhà nên chúng tôi đã quyết định lấy chúng. Người phụ nữ kể lại, tôi vào nhà và mở cửa, thảm đã được bọc, mọi thứ đều ngăn nắp, bọn con trai sợ dẫm lên thảm. Theo cô, quân đội đã để lại lời nhắn sau, xin lỗi, chúng tôi cần liên lạc. Người phụ nữ lưu ý rằng mọi thứ trong nhà vẫn ở nguyên vị trí của nó. Cô nói thêm rằng họ mong đợi sẽ có được kết nối vì mẹ cô có một bộ khuếch đại có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Sáng ngày 6 tháng 8, các đơn vị quân đội Ukraine đã cố gắng chiếm phần lãnh thổ của quận Sudzhansky thuộc vùng Kursk, như Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Putin. Quân đội đã dừng bước tiến của họ. Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch sẽ kết thúc với việc đánh bại kẻ thù và tiến vào biên giới bang. Như Tổng thống Putin đã tuyên bố, chế độ Kiev đã thực hiện một hành động khiêu khích quy mô lớn khác và đang tiến hành xả súng bừa bãi, kể cả vào các mục tiêu dân sự. Một chế độ hoạt động khủng bố đã được áp dụng ở vùng Kursk, Belgorod và Bryansk. Vùng Kursk cũng có tình trạng khẩn cấp liên bang. Ủy ban điều tra đã mở ra các vụ án hình sự, đặc biệt là về các vụ tấn công khủng bố và giết người. Các nhà điều tra cũng đang xác định danh tính của quân đội Ukraine đã ra lệnh và thực thi mệnh lệnh tấn công các mục tiêu dân sự. Nhiều tiếng nổ đã vang lên ở vùng Nizhny Novgorod, Liên bang Nga ngày 14 tháng 8, nơi đặt căn cứ không quân Savasleyka. Căn cứ này là nơi tập kết của nhiều máy bay chiến đấu MiG-31K có khả năng mang tên lửa Kinzhal. Theo kênh Telegram Astra, người dân địa phương đã phát hiện máy bay không người lái UAV bay ngang qua các khu định cư Veledma và Savasleyka vào sáng sớm. Căn cứ không quân Savasleyka nằm gần các khu định cư này, cách thị trấn Kulebaki khoảng 12 km về phía tây bắc. Truyền thông địa phương cho biết có khoảng 10 cuộc không kích nhằm vào căn cứ Savasleyka. Lối vào thị trấn Kulebaki cũng đã bị chặn. Không quân Ukraine trước đó thường xuyên đưa tin về việc máy bay chiến đấu MiG-31K có thể mang tên lửa Kinzhal cất cánh từ căn cứ không quân Savasleyka để thực hiện các cuộc tấn công mục tiêu quân sự Ukraine. The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết quân đội Nga đã rút một phần lực lượng khỏi Ukraine để đối phó với các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào lãnh thổ nước này. Tờ báo Mỹ lưu ý đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy chiến dịch của Kiev ở vùng Kursk đang buộc Moscow phải tập hợp lại lực lượng. Giới chức Mỹ đang cố gắng đánh giá các tác động từ quyết định của Nga và không tiết lộ có bao nhiêu binh sĩ được rút khỏi Ukraine. Trước đó ngày 13 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva Laurinas Kasienas cho biết rằng cuộc tấn công của Ukraine ở vùng Kursk đã buộc Nga phải điều động lực lượng từ Kaliningrad đến khu vực giao tranh. Gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva nói, chúng ta đang thấy Nga tái triển khai lực lượng đến Kursk. Tôi nói với người dân Litva, hãy nhìn cách người Ukraine đang chiến đấu. Nga đã phải rút quân ra khỏi Kaliningrad. Chúng tôi gọi đó là động thái phi quân sự hóa Kaliningrad và điều đó diễn ra nhờ lòng dũng cảm của các bạn, nhờ vào quyết định của các bạn. Hiện nay quân đội Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin này.